Cách đây mấy năm, Thiết Lâm và A Nùng vẫn là kẻ võ miền, chỉ biết dùng sức chứ không biết dùng mưu. Sao có thể qua được trí khôn của tiểu hổ này chứ? Ta tiếc, nếu trí khôn của ngươi được dụng để giúp nước giúp dân thì hay biết mấy. Thì ta cũng lấy của người giàu mà chia cho người nghèo, thay trời hành đạo đó thôi. Nhưng hành động của ngươi không đúng với đạo lý, đúng với trời đất, được che đậy bởi khẩu khí cao thượng, nhưng thực chất là hành động của một kẻ mang nặng tính hận thù và xuống tay với tâm địa của một kẻ tiểu nhân. Kẻ ác đã có pháp luật trừng trị thích đáng, không thể tùy tiện trả thù rồi cho mình là anh hùng thay trời hành đạo. Tiếc lắm thay, giờ thì ngươi phải chịu hình phạt với những gì mà ngươi đã gây ra. Đại hổ, đệ tiếc là không thể lo cho huynh được trong quãng đời còn lại. Tiểu hổ, sao đệ nói vậy? Huynh đã tha tội cho tiểu đệ, và xem như tiểu đệ đã chết từ lúc đó. Nếu như có kiếp sau, đệ nguyện sẽ đầu thai làm tiểu đệ của huynh một lần nữa. Tiểu hổ, em không được nói bậy. Vĩnh biệt huynh. Tiểu hổ, tiểu hổ, tiểu hổ, tiểu hổ, đệ làm sao vậy? Tiểu hổ, đệ làm sao vậy? Tiểu hổ, tiểu hổ, tiểu hổ, đệ làm sao vậy? Tiểu hổ, kiểm tra xem. Dạ. Hắn bị gì vậy? Minh Hữu. Hả? Đại nhân, hắn chết rồi. Sao lạ vậy? Hắn chết rồi à? Vì sao? Vì sao chứ? Tiểu hổ, đại nhân, hắn đã ngậm sẵn thuốc độc trong miệng rồi tự sát. Tiểu hổ, tiểu hổ, để đi mau Minh Bà. Tiểu hổ. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta lên đường. Dạ. Con à, con đã bàn giao vụ án cho quan Tri Châu mới xong chưa vậy? Dạ xong hết rồi mẹ. Nhưng mà Dương Võ sáng giờ sao không thấy? Ngay cả đồ đạc tư trang cũng không dọn. Báo hại ta phải dọn cho hắn cả một buổi trời. Ta biết nè. Từ lúc sáng sớm ta đã thấy huynh ấy đi rồi. Lùn xấu bớt lanh, ai hỏi ngươi. Mọi người ơi, mọi người, mọi người, mọi người hay tin gì chứ? Chuyện gì vậy? Là đừng có nói có thêm án mạng mới nha. Sao huynh hay vậy? Hả? Đúng, có một án mạng mới nữa rồi. Hả? Đại hổ, đêm qua đại hổ đã nhảy xuống vực tự sát rồi, mới tìm thấy xác của ông ấy. Trời đất, thật là tội nghiệp. Hai anh em nhà đó thật là tình nghĩa hiếm có. Kể ra tuy họ đáng trách nhưng cũng rất đáng thương và đáng trọng. Huynh ấy đã chọn cách trả thù thật là dữ dội, chấp nhận từ bỏ phần đời còn lại của mình. Đợi có mấy ai. Công tử, dường như công tử cũng có tâm sự nữa hả? Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi. Tưởng đâu tên thư sinh này cũng đòi trả thù kiểu đó chứ. Đừng ngờ nghe. Xin can đó. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.